Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 4 thói quen dưới đây không những giúp bạn giảm cân mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Nếu mà các bạn muốn giảm cân thì chúng ta chỉ việc làm 4 cái việc nhỏ sau đây khi mà thức dậy thì chúng ta sẽ giảm cân được một cách rất là an toàn, và những cái việc này ai cũng có thể là làm được. Thứ nhất, đấy là uống nước ấm khi ngủ dậy. Một trong những thói quen giúp bạn giảm cân hiệu quả là hãy uống nước ấm khi ngủ dậy. Theo các cái chuyên gia cho biết, việc bạn uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể thanh lọc dễ dàng. Cơ thể của con người sau mỗi đêm thức dậy, cơ thể chúng ta sẽ mất đi khoảng 500 ml nước và các cái nguồn năng lượng chưa kịp hoạt động trở lại. Việc bạn uống nước sẽ giúp đánh thức nguồn năng lượng ngủ quên. Bạn nên dùng ngay một cốc nước ấm. Và cái thói quen thứ hai đấy là thể thao đều đặn. Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng bao giờ quên cái thói quen là tập luyện thể dục thể thao. Việc làm này không chỉ giúp bạn duy trì được cái vóc dáng mà còn giúp bạn có được một cái sức khỏe dẻo dai, phòng ngừa được nhiều bệnh tật. Nếu bạn không có nhiều cái thời gian trong buổi sáng, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 20 đến 30 phút để tập luyện một vài cái bài tập cơ bản như là ngồi thiền, gym hay là yoga. Việc làm này giúp đốt lượng mỡ thừa có ngay bên trong cơ thể một cách hiệu quả và giúp cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Và cái thói quen thứ ba là ăn bữa đủ chất dinh dưỡng. Theo các cái chuyên gia dinh dưỡng thì khi mà bạn muốn giảm cân thì đừng bao giờ nhịn ăn sáng. Bạn hãy ăn sáng thật đủ dinh dưỡng, bởi bữa sáng bạn cần nạp năng lượng cho cả một ngày dài. Khi bạn ăn sáng đủ chất, bạn sẽ có năng lượng để làm việc, học tập mà không lo đói khi mà giảm ăn trưa và nghỉ ăn tối. Nếu làm đúng phương pháp này, đảm bảo bạn sẽ giảm cân hiệu quả mà không hề ảnh hưởng tới sức khỏe. Và cái thói quen thứ tư là phơi nắng buổi sớm. Theo các cái chuyên gia cho biết thì việc cơ thể con người tiếp xúc với cái mức độ ánh sáng thậm chí vừa phải vào những cái thời điểm nhất định trong ngày có thể có ảnh hưởng đến cân nặng. Ngoài ra, ánh sáng mặt trời buổi sáng sẽ giúp bổ sung vitamin D của bạn. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc đáp ứng nhu cầu vitamin D của bạn có thể sẽ hỗ trợ giảm cân và thậm chí ngăn ngừa tăng cân béo phì hiệu quả. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là 4 cái thói quen sau khi thức dậy ai cũng có thể làm được, không chỉ giúp chúng ta giảm cân một cách rất hiệu quả mà còn có lợi cho sức khỏe. Và cũng xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi, và nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về sức khỏe của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý anh chị trong cái thời gian sớm nhất. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những ý kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.